Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ sáng ngày 7 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, từ đêm 7 tháng 11, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sinh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sinh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời tạnh giáo và có nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.